Ngày 6 tháng 12, Công an quận Nam Từ Liêm, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành, sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Văn Hoành, với chức danh là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam, đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để đầu tư cho Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh. Nguyễn Văn Hoành đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam, kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo. Thực tế, Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc TV và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo. Đáng chú ý, mặc dù báo cáo tài chính thể hiện các năm 2018, 2019 và 2020, Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam kinh doanh đều thua lỗ, nhưng Nguyễn Văn Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn. Cơ quan công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam thuê. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hoành không mua hết thiết bị quảng cáo như thỏa thuận, mà dùng tiền để đầu tư ngoại hối, forex và các mục đích cá nhân khác.